Điều gì sẽ diễn ra nếu chính phủ Hoa Kỳ xóa nợ học của học sinh sinh viên toàn quốc? Được biết, người Mỹ hiện đang nợ tổng cộng khoảng 1.6 ngàn tỷ Mỹ Kim tiền nợ học phí. Con số này cao gấp đôi ngân sách cho Bộ Quốc phòng và gấp 22 lần ngân sách cho Bộ Giáo dục. Hiện nay có chừng 1 trong 6 người Mỹ trưởng thành đang nợ học phí đại học. Do đó, không có gì là ngạc nhiên khi các ứng cử viên tổng thống cho năm 2020 đều đề nghị các cách giải quyết khoản nợ này, bao gồm việc xóa một phần hay xóa toàn bộ nợ học phí của người dân Mỹ. Tuy nhiên, nhiều nhà chống đối ý tưởng trên cho rằng việc xóa nợ học phí hàng loạt cuối cùng sẽ chỉ có lợi cho những người giàu có. Nguyên nhân là vì việc này là do những người vay mượn những số tiền lớn, thường là để trả tiền cho các bằng cấp chuyên môn. Các bằng cấp này giúp cho người vay nợ có thể kiếm được một công việc tốt và có lương cao. Do đó, những người này không gặp nhiều khó khăn trong việc trả nợ học phí. Theo thống kê, thì những người dễ bị mất khả năng trả nợ học phí thường là những người mắc nợ dưới 10.000 đồng Mỹ Kim, thuộc nhóm thu nhập thấp là người da màu, hoặc là cựu học sinh của các trường tư, hay là những người bỏ học giữa chừng. Việc hủy toàn bộ nợ học phí nhiều khả năng sẽ làm tăng khoảng cách giàu-nghèo giữa những gia đình da màu và da trắng. Ngoài ra, một số nhà kinh tế sợ rằng việc xóa nợ hàng loạt sẽ làm tăng chi phí giáo dục, vì các sinh viên sẽ mạnh tay mượn nợ và trông đợi rằng họ sẽ được xóa nợ sau đó.